Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lên một lô ganchu của hàng xe giống. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng ganchu về làm giống hoặc là mình trưng cho nó đẹp một số con ganchu đầu xù thì có thể đặt hàng trong tuần này. Size này là size 4 ngón 5 ngón các bạn, size hàng giống. Nhìn đã lắm các bạn, ganchu đầu xù. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng ganchu xe giống thì có thể đặt hàng bằng cách liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là anh chị các bạn mà thích con nào thì có thể chụp hình gửi qua Zalo, bên trại sẽ báo giá trực tiếp con đó để anh chị các bạn về làm giống hoặc là mình trưng một số dòng ganchu đầu xù này cho nó đẹp. Bên trại thì có đầy đủ tất cả các loại cá vàng, cái này là mình đang quay ganchu, rồi tới binh bông và ngọc trai, rồi một số dòng cá đĩa, cá chép, cá la hán. Anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể điện thoại trực tiếp qua để đặt hàng. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn, con nào cũng sọt body hết. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.